xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Em cái mẫu người em muốn tìm kiếm giống như anh Quyền Linh á, là một người cha ấm áp, biết lo cho gia đình, muốn chọn người miền Nam không có bị hô, không có bị hô. Em hy vọng là Ly nó có cặp thì em với anh cũng có đôi ạ. Hay á, mốt hai đứa về dọn về ở chung, sáng sớm hai đứa pha hai ly cà phê uống chung. Em cũng đã có hai con rồi, nên em cũng muốn nếu mà trường hợp mà mình có thêm con nữa thì mình phải lo được cái kinh tế cho cả ba con. Và bây giờ thì chàng trai đã ngồi đây rồi, Tường sẽ ra bên ngoài để đưa cô gái vào và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện hẹn hò quý vị nha. Rồi bên trái cưng ơi, ngồi xuống nha. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi chào, chào bạn trai, chào bạn gái. Mời em trai giới thiệu trước nè. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào ekip chương trình. Em tên là Nguyễn Thái Thiệt, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 34 tuổi. Mình đang làm công việc gì Thiệt? Dạ em làm ở khu công nghiệp Biên Hòa 2, team leader trong lái xe nâng, quản lý xe nâng với lại hàng hóa trong kho. Rồi còn bên đây em gái, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Cát Tường và chào anh đối diện ạ. Em tên là Phạm Thị Hồng Lụa, em sinh năm 1985. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em công việc của em là kế toán. Còn bên đây là nãy nói là sinh năm bao nhiêu? Em 86. 86, à vậy là nhỏ hơn mình Lụa 1 tuổi ha. Dạ. Có ngại quen người nhỏ hơn mình xíu không? Dạ, cũng hơi ngại. Ngại gì đâu ngại, bây giờ phụ nữ là trẻ trung, năng động, biết cách làm đẹp nữa. Cho nên là nhìn trẻ hơn tuổi rất là nhiều, không có gì ngại hết. Quan trọng là không phải tuổi tác, quan trọng mình có hợp với nhau hay không thôi. Cái điểm mạnh, điểm yếu của Lụa là gì? Dạ điểm mạnh của em đó là nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, hay cà khịa mấy bạn đồng nghiệp. Còn nhược điểm là em hơi nóng tính, ở nhà hơi bừa bộn chút, cuối tuần thì em mới dọn dẹp nhà. Chắc cũng công việc ha, nhiều thứ quá. Mình sống, chị cũng nghĩ, chị ở mình chị cũng bề bộn. Tại vì cái không gian nó của mình mà, miễn mình cảm thấy nó thoải mái là được rồi. Em thấy sao? Em thấy cũng được không? Đúng không? Dạ. Chừng nào là cái gì mà nếu nhìn vô nó ghê quá, nó là thầy bốc mùi rồi, cái đó không được nha, cái đó phải coi lại. Còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Nhược điểm của em là thì em ít nói, lại tính cũng hơi nóng. Ít nói mà tính nóng, đúng rồi, nói nhiều chút. Mấy người ít nói cái im im trong, tao hỏi nói ra cái nó bị bùng á. Dạ, chế em không có tài lẻ gì hết. Có tài chẳng không? Tài chẳng cũng không. Vậy là tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở. Dạ, không? Dạ. Rồi. Ưu điểm thì em không có hút thuốc, không uống bia. Trong công việc thì em làm hết mình. Quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp. Chân thành với những mối quan hệ này là tốt rồi, đúng không? Rồi tình trường có mấy mối tình rồi? Tình trường thì em cũng đã trải qua hai mối tình. Dạ. Và một lần ly dị. Cái lần ly dị đó có nằm trong cái mối tình đó không? Dạ không. Thôi bây giờ mình tập trung mình kể cái mối tình mà ly hôn trước đi, tại cái đó là quan trọng ha. Cái mối tình đó mình là quen được bao nhiêu lâu? Một năm mà chị. Nói chung mâu thuẫn về kinh tế, là lúc đó là em đang thất nghiệp. Thất nghiệp sau khi đã kết hôn hay là đã trước khi kết hôn đã thất nghiệp rồi? Sau khi kết hôn. Bạn cũng nói là làm một tháng để nuôi cho gia đình, cả gia đình bên em á. Em cảm thấy vậy là tự ái. Dạ. Trời đất. Nhưng mà ai là người đề nghị ly hôn? Vợ đề nghị ly hôn đó là. À vợ em đề nghị hả? Có con chưa? Dạ chưa. À cũng may là mới chưa. Có một năm. Mới có một năm, đâu có, nhiều khi người ta có bầu rồi mới cưới đương chi, hoặc là khi cưới về người ta đẻ liền chứ bộ, cái chuyện con cái đâu có nói được. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là em có thêm một mối tình khác nữa. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Kéo dài cũng một năm. Rồi lý do sao chia tay luôn? Bị cắm sừng. Cắm sừng mà em phát hiện hay là người ta nói hay là? Em phát hiện. Hôm đó thì đáng lẽ là đi chơi với em nhưng mà bạn ấy kêu có việc bận. À. Khi em biết thì là đi chơi với người khác. Sao em biết được vậy? Thì, em rình hả? Thì em thấy tặng quà. Em thấy tặng quà? Người ta tặng quà sao em thấy? Thì có đưa khoe cho em mà kêu là tự mua nhưng mà em nói là quà của bạn ấy. Rồi ai đề nghị chia tay? Bạn đó. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, ông này mai mốt chọn lựa cho kỹ nha. Không biết số em sao luôn á. Tại là em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Là bây giờ mai mốt lấy vợ về nữa là cũng về nhà sống nữa làm dâu đúng không? Dạ muốn làm dâu thì làm dâu, còn không là ở riêng. Ở riêng rồi có điều kiện ra riêng không? Dạ có. Ai có, em có hay là chờ vợ em có?
Em có, ba mẹ em có. À, ba em có, ba mẹ em có. Là cái vụ ly hôn á là cách đây bao nhiêu năm rồi? À, 7 năm, 8 năm. À, lúc đó không có phải không? Dạ. Rồi tới phiên em, tình trường sao lụa? À, chuyện tình của em thì luôn cái cuộc hôn nhân của em là em quen ba người. Cũng hôn nhân, cũng ba người. Dạ. Giống bên đây vậy. Vậy cái hôn nhân là cái thứ mấy? Dạ, cái đầu tiên. Là đầu tiên cách đây bao nhiêu lâu rồi em? À, em kết hôn năm 2010. Thì em có hai bé. Mấy năm trước, có nghĩa lúc đó em mới 25 tuổi thôi. Dạ, đúng rồi. Một bé lớn 9 tuổi và một bé trai 8 tuổi. Lý do tại sao chia tay? Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu? Cũng hơn 3 năm. Em kết hôn năm 2010. Ừ. Thì sau đó em sinh hai bé, là một bé gái sinh năm 2011. Ừ. Và một bé trai 2012. Ừ. Sau này thì lúc mà em sinh bé trai á, thì có mẹ chồng ở quê Nghệ An vào. Ừ. Ở chung với vợ chồng em. Ừ. Thì tụi em cũng ở cách nhà ngoại cỡ 12 cây số. Mẹ chồng ở chung thì nói chung là mình khác vùng miền, khác quan niệm sống, cũng hay gây áp lực. Chồng cũ và mẹ chồng thì quan niệm là chuyện con cái, gia đình, nhà cửa là của phụ nữ. Ừ. Nhưng mà trong khi em cũng đi làm, công việc em có nhiều lúc cũng phải tăng ca cho kịp báo cáo nữa. Ừ, tăng ca. Mà lúc đó em mới sinh đứa thứ hai thì cũng còn mới, nhưng mà nói chung là chồng không có hỗ trợ kinh tế mấy. Ừ. Nên em cũng quyết định ly hôn. Là em là người chủ động quyết định. Dạ. Ly hôn, rồi anh đồng ý luôn. Dạ, lúc đó bé lớn thì gần 3 tuổi với bé nhỏ vừa được 1 tuổi. Sau 6 năm ly hôn thì hiện tại em cũng có nhà kế ba mẹ. Có nhà riêng luôn rồi. Em cũng lo được cuộc sống của ba mẹ con. Phụ nữ đơn thân nuôi hai đứa con mà đi làm rồi có nhà, có cửa, xe cộ là quá giỏi. Thấy ghê không? Thấy nể không? Nể. À, nhưng mà rồi sau đó có những mấy mối tình sau thì sao? Cũng không tìm ai cũng được. Cũng quen hai người bạn nhưng mà công việc người ta không ổn định á. Có một anh ở ngoài miền Bắc nữa. Nên em thấy xa xôi, đi lại đồ cũng khó khăn. Nên em không tiến tới. Đấy là chị hỏi thiệt, nguyện vọng em là em muốn kiếm một người như thế nào thì em thấy là nó phù hợp với em. Em cái mẫu người em muốn tìm kiếm giống như anh Quyền Linh á, là một người cha ấm áp, biết lo cho gia đình, muốn chọn người miền Nam. Công việc phải ổn định. Ừ. Em không yêu cầu thu nhập cao hơn em. Ừ. Nhưng mà công việc phải ổn định, không có ghen tuông thái quá, không có nghiện game. Tại chắc bị mấy ông trước nghiện game hay gì. Cái người cũ là nghiện game hơn là con cái. À. Không có bị hô. Không có bị hô. Không có bị hô. Em người ở đâu em? Quê quán. Dạ em người Đồng Nai luôn. Rồi. Không bài bạc rượu chè. À, này không biết hồi hút thuốc, không biết nhổ bi gì. Hồi nãy có nói rồi. Giờ cho hỏi một câu nè, là em muốn lấy một cái người có hoàn cảnh giống như mình, là cũng gãy đổ này kia, tại vì mình em chỉ nghĩ là em là người phụ nữ đã thành đạt rồi, bây giờ em cũng sẽ muốn lựa chọn cái gì đó nó bình yên. Thế bây giờ chị hỏi em, thật sự em muốn tìm một cái người mà cùng cái hoàn cảnh như mình, là nó gãy đổ hay là như vậy, hay là em muốn tìm một cái người mà trai tân chưa vợ? Chị hỏi thiệt á. Mong cái người đó là họ đã ly hôn rồi, để họ biết trân trọng cái cuộc hôn nhân sau này. Rồi. Thứ hai nữa là nếu người đó mà có con á, thì đối với em càng tốt. Tại vì ai đã làm cha mẹ thì sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Ừ. Là họ sẽ có cái lòng bao dung. Ừ. Không kể là con chung hay con riêng. Rồi. Dạ. Cái thứ ba nữa là người đó sống biết, nói chung là biết chăm con cái, nói chung là thiên về gia đình. Rồi bây giờ một câu hỏi này vô thẳng vấn đề. Nãy giờ em mới nói hai vế à, là một vế có ly hôn rồi phù hợp, một vế cũng có con như em thông cảm. Bây giờ cái người ta chưa có con mà yêu em, hai người yêu nhau, gặp nhau, lớn với nhau, thì em có sanh con nữa hay không? À, em cũng trao đổi thẳng thắn là em sẽ sinh con với điều kiện kinh tế tốt. Ok. Chứ tại vì nhiều khi mình cứ muốn cho mình, nhưng mà cái người kia người ta cũng yêu mình, mà giờ người mình có con rồi mà người kia ta chưa có con, mà mình không sinh cho người ta thì cũng ép cho người ta quá, đúng không? Dạ. Chị đã, đó là câu hỏi mà chị đã từng ấp ủ bao nhiêu năm. À, em là còn trẻ, mới 36 tuổi, còn đẻ ngon lành. Sao? Nãy giờ nghe câu chuyện của người ta thấy sao? Dạ, thấy cảm động. Cảm động hả? Đó, mà có ngại người ta có hai đứa con riêng không? Dạ, em thì không ngại vấn đề đó. Rồi. Quan trọng là tình cảm mình có đủ lớn hay không thôi. Ừ. Em thích người chân thành. Ừ. Đừng có lừa dối. Hiện tại em có đủ tài chính để nuôi vợ nuôi con mình hay không? Dạ, em dư. Em dư, thế giá tha nói vậy đi. Chị nghĩ cặp đôi này ở riêng là tốt nhất, còn hai đứa nhỏ bên này nữa, được không? Được không? Nếu mà ở riêng tại bên bạn bên đó thì hai đứa con cũng ở Bình Dương á, chắc cũng phải được thì em sẽ qua nói mà ở. Ừ. Chứ về bên trên em thì sẽ xa, nó
con tôi nói lo quá hen, chưa gì lo quá hen, thôi tôi nói vậy thôi. Bây giờ cho Tường coi coi có hình không, có hình không, cho chị coi hình em coi, coi hình hai bên. Lo quá chưa gì lo cho ta ở xa, Đồng Nai, Bình Dương. Có cổ ở trọng á, kiếm thử coi bà mẹ đơn thân hai con là ai. Đó, dễ kiếm, có ảnh ở trọng á. Đã từng ly hôn một lần. Chắc anh này. Lý do tại sao chọn anh đó? Chọn đại. Anh đó đứng nghiêng nghiêng, có cái bụng vậy là nhỏ này khoái cái bụng lúp lúp nè. Đúng không? Tại sao? Ủa sao 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 chọn cô đó, lý do? Thấy người nhỏ nhỏ với lại cái dáng này cái tóc chắc là... Trời ơi, hay vậy ta, chỗ hai người này giống như trời sinh một cặp rồi trời ơi. Rồi, mời các bạn nhìn về phía trái tim nha. Hay vậy ta, tự nhiên hai bên mà đoán trúng hết cả hai luôn kìa. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Quà gì vậy? Cho tôi coi với coi, tôi tò mò lắm, quà gì khui ra tôi coi với. Wow, ý nghĩa gì tôi là mà mình tặng cặp ly vậy cưng? Em có tấm thiệp nhỏ trong đó. Có tấm thiệp. Em hy vọng là ly nó có cặp thì em với anh cũng có đôi ạ. Hay á, mốt hai đứa về dọn thì ở chung, sáng sớm hai đứa pha hai ly cà phê uống chung. Em tặng anh món quà nhỏ, chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn yêu đời. Rồi thôi bây giờ hai bạn trò chuyện với nhau nha. Mình sẽ có đồ ăn, đồ uống, bánh trái gì mời hai bạn của chương trình ha. Vừa nhâm nhi, rồi cái mình trò chuyện với nhau một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại ha. Anh cho em hỏi là anh làm công việc gì ạ? Anh thì làm công việc ở kho, trong đó có 4 người ạ. Tại công ty anh cũng ty nhỏ. Em mời anh dùng. Đúng mà. Còn mà nãy em nói quen người nhỏ tuổi hả? Em cũng hơi ngại. Em thấy phụ nữ thì cũng như em á, thì mắt con cái em cũng cảm thấy em hơi cứng tuổi. Mà dạ. Bộ ngon quá. Công việc của anh có thường xuyên tăng ca không ạ? Không, anh làm hành chính 8 giờ làm 5 giờ về. Nói công việc thì cũng rảnh, thời gian anh rảnh nhiều lắm. Dạ. Thường là chủ nhật anh có làm không hay tăng ca? Không, chủ nhật anh nghỉ thứ bảy làm có nửa buổi thôi. Em làm cách nhà cũng khoảng 12-13 cây số. Mà mẹ em ở đây à? Dạ, ba mẹ em người Bắc giải phóng thì ở đây. Để em có quan niệm về tình yêu như thế nào? Đã tiến tới kết hôn á thì hai người nên đặt cái trách nhiệm lên trên hết, sống là phải có trách nhiệm với nhau, là phải biết chia sẻ cảm thông với nhau. Nếu mà mình có cái gì không thoải mái hoặc là cảm thấy không hài lòng ở đối phương á, mình có thể chia sẻ một cách thẳng thắn, không để mà cứ im im rồi cái mối mâu thuẫn nó càng ngày càng lớn. Anh thì dở đọc suy nghĩ của người khác, cứ thấy cái gì cứ nói ra là mình giải quyết được nhau, mình giải quyết nó dễ hơn. Nãy em có nói là nếu mà được với nhau á thì nếu mà có sinh con nữa thì phải đủ rồi, bao nhiêu là đủ? Vấn đề ở đây á, không, em không yêu cầu cái người đó thu nhập cao hơn em hay là nhà cửa phải giàu có này nọ, nhưng mà mình ở cái mức trung bình, là nếu mình sinh con là mình phải chuẩn bị kinh tế tốt, chứ không phải là đẻ thì cứ đẻ rồi tới đâu hay tới đó. Em cũng đã có hai con rồi nên em cũng muốn, nếu mà trường hợp mà mình có thêm con nữa thì mình phải lo được cái kinh tế cho cả ba con. Anh có ngại không nếu mà mình tiến tới được thì em hy vọng anh chuyển lên Bình Dương sống được không ạ? Bình Dương ngay chỗ gần trung tâm thành phố mới. Dạ, thì ở đây mình cũng có nhiều khu công nghiệp à. Nếu mà qua được qua đó ở thì anh làm ở Biên Hòa cũng gần, đi cũng phải 30-40 phút chứ mấy. Dạ. Tại công ty của anh thì nói chung anh cũng có suy nghĩ nhưng mà không được. Nói chung anh cũng quan trọng chỗ đó. Rồi ở anh ăn miếng nào đó trò chuyện không? Ở ngoài thấy mấy đứa nhỏ nó ham quá trời rồi kìa, mà không để không ăn hồi cho hai đứa con ăn. Hai con ơi, vô đây với cô Tường, nhanh. Em Hải chào cô, chào chú đi. Chào cô, chào chú đi. À, chào em, để nên nói chuyện hai nhỏ này chút nha. Hồi nãy giờ con hai đứa ngồi dưới có nghe mẹ với chú này nói chuyện không? Không nghe gì trơn hả? Đố con biết nay mẹ con đi đâu? Hẹn con đi. Đi đâu? Hẹn ăn chưa? Đi hẹn ăn chưa? Đố con biết cô tên gì? Cái kìa. Rồi giờ cô Tường hỏi này, ví dụ giờ mẹ con có thêm một người bạn nữa, mai mốt về sống chung với tụi con thì tụi con chịu không? Dạ chịu.
Lý do tại sao chịu? Bởi vì có nhiều người sẽ vui hơn. Có nhiều người là sẽ vui hơn. Con trai thì sao? Giờ thí dụ như mẹ có thêm người bạn nữa về nhà ở chung với tụi con chịu không? Rồi con có thương người ta không? Đó, giỏi quá, tốt rồi. Hello, chào bạn, rồi bắt tay cái nha, mình tên gì? Dạ, em tên Thành chị. Nãy giờ Thành nghe câu chuyện của hai bạn này, Thành thấy sao? Thấy hai bạn thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà thấy cái tính, cái tình hai bạn có thể tương đồng nhau á. Tại dạ, độ nóng tính thì ai cũng có, nhưng mà đề về trách nhiệm gia đình thì bạn em thì nó thể đảm nhận được cái yêu cầu của bạn gái đưa ra. Bạn em có tật xấu gì không? Nó thì có tật xấu là không ai quản nó thôi. Vậy lúc không ai quản thì nó xấu cái gì? Đi chơi suốt thôi, đủ thứ trò để chơi vòng vòng thôi, chứ nói chung là không gì nữa gọi là quá xấu. Nó những giờ chơi giải trí giống như hồi xưa có. Có chơi game chơi giết gì không? Game thì nó không chơi, có mình em chơi thôi. Trời ơi. Em là game thủ thôi. Trời ơi, đừng có rủ bạn chơi xấu nha. Bữa nay là người ta không có thích chơi game đâu á. Thì đó, vậy thấy kêu không thích chơi game là đúng rồi, đúng bạn em rồi. Đâu phải em đâu. Thế em nhận xét như thế nào về lụa? Cách lụa thì thẳng thắn giống như lúc đầu bạn nói thì nói chung về khi bạn đã có gia đình thì cái độ suy nghĩ của bạn về cuộc sống nó chín chắn hơn hẳn hơn. Thẳng hơn rất nhiều của bạn nữ hiện giờ. Ủa em có vợ chưa? Dạ rồi. Trời ơi, ai lấy em xấu số vậy? Để vậy em lên em còn tố xấu mình không vậy em? Không, cuộc sống em xấu thì trước giờ vợ em biết rồi. Nói vậy thôi chứ cũng có cái tốt mới có vợ được chứ. Được rồi, cảm ơn em nhiều nha. Những cái lời chia sẻ rất là chân thành luôn. Rồi, bây giờ bên đây. Hồi nãy giờ cái chú này nè, chú nói xấu cái chú mà này quá trời luôn. Bây giờ tới phiên con là con nói xấu mẹ, là mẹ có những tật xấu gì? Là mẹ hay la, tại trong con đi. À, mẹ hay la này, tại này nó quậy phải không? Đứng quay vô sao đứng quay ra ngoài vậy? Nó không nghe mẹ. Không nghe mẹ, mẹ có quýnh không? Có. Rồi, còn mẹ còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Ở nhà mẹ có nấu ăn cho tụi con không? Khỉnh khoảng thì có, còn lại là ngoại con nấu với gì? Mẹ con nấu trễ, không kịp nấu ra. Đi làm về trễ nên không có kịp nấu phải không? Mai mốt về có cái chú kia kìa, chú về chú ngủ chung là chú chơi với tụi con. Mẹ con không có thời gian chơi, mai mốt chú đó chú chơi với tụi con. Chịu không? Yeah đi, yeah. Cảm ơn hai đứa con, ra ngoài chơi đi, chút xíu nữa ăn bò. Rồi, cảm ơn bạn nha. Mà tôi nói con nít nó rất là dễ thương, mình nói chuyện mình chơi với con nít cái mình cũng trẻ theo ra luôn. Bởi vậy tôi tại sao mà mọi người nói tại sao tôi thích quen người trẻ tuổi hơn? Phụ nữ thành đạt nên quen với người trẻ tuổi hơn, tại vì mình sẽ trẻ theo. Rồi ok, bây giờ đây, còn những cái câu hỏi này cho vui để cho hai bạn có thể hiểu nhau được nhiều hơn, mình cảm nhận nhau nhiều hơn nha. Mời em bóc một lá đọc lớn lên cho chị Tường nghe coi cái gì trọng. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng một to hay vòng ba to hơn, vì sao? Trời ơi, trả lời thẳng thắn nha. Thích cái nào hơn? Không thích to, vừa là được rồi. Tại sao? Tại em thích con gái mình dây. À, thích con gái mình dây. Dây là dây hay dây là mập hay là dây là... Vậy là được. Vậy là vừa đó hả? Ồ, kỳ vậy. Người đàn ông ngộ vậy. Người thường người ta nói thích vòng một to hoặc là phải thích vòng ba to để đẻ nhiều hay gì đó. Sao ông này ông không thích cái nào to? Rồi, bóc một câu coi. Đọc lớn lên chị Tường. Điều anh lo nhất khi kết hôn với người phụ nữ từng ly hôn đang nuôi con nhỏ là gì? Điều mà lo nhất là không hiểu nhau. Thì vấn đề nó rất dễ gây cho cái xung đột tiếp theo. Con chung, con anh, con em, con chúng ta. Vấn đề đó là em lo nhất. Vậy thì theo em nghĩ có cái giải pháp gì để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn? Trong cuộc sống mình đối xử với nhau chân thành. Như mình thương chứ. Có thể là lúc con em có thể nó quá, lúc nó vô tình anh đánh nữa, là anh thương hay là mình đánh. Chứ đừng có nghĩ là mình ghét rồi mình đánh. Thật ra chị có một cách mà cái này chị nghĩ là kinh nghiệm vì chị cũng đã làm nhiều chương trình. Cái mấu chốt mà vợ chồng mà dẫn đến lục đục hoặc là ly hôn hay tất cả trong tình yêu cũng vậy, chia tay là vì do mình thiếu sự chia sẻ. Vì nên chọn cái người không phải là giàu hay nghèo mà nên chọn cái người có đạo đức. Khi mình có đạo đức á, mình sẽ nhìn mọi thứ nó cái gì nó cũng trên cái phương diện nó tốt. Và mình phải chia sẻ với nhau mỗi ngày, đừng để cái chuyện gì mà để qua cái ngày khác. Bất đồng là phải nói ngay, cãi lộn với nhau cũng được nữa. Cãi lộn văn minh, cãi lộn đây chị không phải nói là mày tao mày tớ hay đánh đập nhau, là cãi lộn có nghĩa là tranh cãi để mà đưa tìm ra là ai trúng ai sai trong cái câu chuyện, là cái điều chị nghĩ nên rất là cần thiết. Đừng có để giữ trong lòng. Chị Tường cũng như chương trình chỉ cho các bạn cái cơ hội gặp nhau, còn nắm bắt cơ hội đó hay không là quyền của mọi người nhé. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường nhé, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra nhé. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2
3. Rất dễ thương. Trước tiên là chị Tường thay mặt chương trình chúc mừng hai bạn nha. Tặng em gái món quà làm kỷ niệm của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Hy vọng một lúc nào đó chương trình sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Và nắm tay nhau đi nè. Một cái hôn nhẹ nhàng lên má để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Được rồi, em xin lỗi. Lên luôn, hai đứa nhỏ đứng trước đi con. Rồi, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Cát Tường rất là vui khi mà làm mai mối cho những cặp đôi mà đã có những cái mất mát trong tình yêu, những cái sự gãy đổ. Thì Tường cố gắng rất là nhiều, phân tích rất là nhiều để mong giúp họ là có thể vượt qua được tất cả mọi thứ, những cái tôi, những cái đau thương, để mà mình tiến tới một cái mục đích là tìm kiếm một cái tương lai, một cái tình yêu tốt đẹp hơn trong tương lai. Đây cũng chỉ là sự khởi đầu, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi hành trình của họ, biết đâu một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ được nhận tin mừng từ họ, quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.